Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test âm 1 và âm ra loa của Yamaha LJ36 được sản xuất tại Nhật Bản. Em này thì là một dòng rất là cao cấp của Yamaha rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ test âm 1 để cho các bạn thử nghe cái sound rất là khủng khiếp của em này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ test âm ra loa. Còn LJ36 này đã được trang bị một cái bộ pickup Martin của Mỹ. Đây, ở đây. Không khoét thùng và cũng không cần xài pin. Mà sau nó thì mà các bạn nghe nhé.